Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh võ thuật của Toàn. Thì hôm nay Toàn có nói chút xíu về côn gỗ nghiến. Thì côn gỗ nghiến của bên mình thì mình cũng rất bất ngờ với sản phẩm mới của mình. Thì mình mới ra mắt gỗ nghiến thì do chính mình sản xuất ra, thì thành thử ra cái ưu điểm của nó là mình nắm bắt được, nên thành thử ra anh em nào mà chơi côn như khúc mà muốn cầm đầm tay chắc tay, tập luyện với lực nặng hơn thì cái dòng côn gỗ nghiến này rất thích hợp. Nên thành thử ra mình dường như là bán không đủ cho khách hàng. Với lô này mình làm có 20 đôi như thế này, thời gian mình đã bán hết rồi, chỉ còn sót ra 2 cây nữa thôi. Thì lô sau mình sẽ cố gắng mình làm nhiều hơn nữa để phục vụ cho anh em. Thì côn gỗ nghiến này thì là nặng 600g, đầu nhỏ là 26, đầu to là 31. Đây, dây xích trục xoay là dài 15 cm, trục xoay linh hoạt anh em nhé. Đây là màu sắc của nó là màu tự nhiên anh em nhé, màu vàng đậm, nâu đen. Để thử ra là cái gỗ thì anh em biết đấy, không có chỗ nào mà đặc biệt hơn chỗ mình, bởi vì mình không bao giờ mình đánh vẹt ni hoặc là sơn lên gỗ, nhưng mà các chỗ khác nó có, nhưng mà bên mình không có. Mình đặc biệt là ở một cái đó nha. Thì một số các đơn vị khác nếu mà làm được giống như mình thì quá tuyệt vời, mình chả mong muốn là so sánh gì hết. Nhưng mà cái gỗ thực sự ra côn gỗ nó hơn cái côn gỗ côn inox là ở cái hút ẩm mồ hôi, mình cũng hay ra mồ hôi tay nên mình cầm vào côn gỗ cảm thấy rất chi là chắc tay, bởi vì nó hút mồ hôi. Mà anh em biết đấy, khi mà chúng ta mà sơn lên hoặc đánh vẹt ni lên là nó trơn tay, anh em ra mồ hôi là nó tuột tay, nó trơn, nó cầm nó không có được ma sát cao, chỉ là đơn giản là như vậy, nó chẳng hơn cái gì. Nhưng mà có một cái hơn nữa thì trong nghề gỗ người ta mới biết được, tức là những cái lối nhỏ của côn gỗ này, những cái lối của nó nứt hoặc như thế nào á, thì anh em có thể là sơn lên che lấp được, cái đó làm lợn là che lấp được lối của nó, những lối nứt lối này lối kia chúng ta sơn lên là hết ngay, đảm bảo chúng ta trả nhám sơn thì là hết ngay. Cái đó cũng là một vấn đề chúng ta phải đặt ra với nhau, hỏi là tại sao anh làm côn đẹp, côn gỗ tốt chất lượng, tại sao anh phải đi sơn, trong khi đó gỗ tốt gỗ đẹp đây này, nó rất đẹp, có gì đâu mà phải sơn. Nhìn màu sắc nó cũng đẹp, các cạnh nó rất chi là đẹp, nên này làm côn rất mịn màng, rất đẹp, đánh bóng thì rất đẹp, chả có gì hết, chỉ là chà mịn đánh bóng đi là được rồi, cần gì phải sơn, rất đẹp, rất đầm tay. Vậy mà mình không hiểu tại sao côn những khúc trên thị trường lại đi sơn. Thực ra mình chả nói xấu ai hết, nhưng mà mình phải nói thật cho anh em biết được là một số những cái dòng côn những khúc gỗ không nên sơn. Đã, nếu mà ai là đối thủ của mình cũng được, cũng có thể là nói xấu mình cũng được, không quan trọng. Nhưng mà mình phải nói thật, đó là côn những khúc gỗ không nên sơn, để tự nhiên nó sẽ hút ẩm mồ hôi tay tốt hơn. Đó, rõ ràng là côn những khúc gỗ là một trong những là côn những khúc là lợi thế hơn so với tất cả các loại côn những khúc khác. Các bạn có thấy côn bằng inox không, côn này côn kia có rất nhiều, nhưng mà để mà hút ẩm mồ hôi không có cái nào mà bằng gỗ hết. Nên chúng ta đã làm côn nhị khúc cũng phải có cái tâm đấy, để khách hàng đón nhận mình thì mình cũng phải sản xuất sản phẩm nó như thế nào đó, để chất lượng mang lại được phục vụ cho anh em. Thì Toàn mong muốn là anh em luôn luôn đón nhận với những cái sản phẩm tốt như vậy, và đón nhận mình và đón nhận côn nhị khúc của mình với một cái gì đó đặc biệt hơn. Mình cũng mong muốn là côn những khúc của mình nó mang tới thị trường là đặc biệt, và giá của nó mình cũng báo luôn cho anh em biết được là giá côn những khúc là 350.000, không rẻ đâu anh em ạ. Anh em kiếm gỗ nghiến 350.000 dây xích gì đó thủ xoay không có, đảm bảo anh em không có, chỉ có Toàn bán thôi. Bình thường dây dù nó là 250 rồi, bán 350 dây xích trục xoay này là quá rẻ rồi, thật sự là giá này là rẻ so với thị trường. Bình thường mình ngày trước mình làm mình tính cho mình bán là 400 450, nhưng mà thôi mình bảo thôi, nên mình mới ra mắt sản phẩm côn những khúc gỗ nghiến này, thì bây giờ mình làm ra cái sản phẩm này thì mình tự tay mình làm, mình lấy lời nó ít đi để giúp cho anh em. Ví dụ như mình làm sản xuất ra đã 300 rồi, mình bán 350, trong đó có tiền công của mình vào nữa, tiền ốc rồi tiền này tiền kia, tiền keo tiền này tiền kia nữa, rồi công sức mình bỏ ra nữa, mình chỉ lấy khoảng tầm lời 40.000 30.000 tiền một cây côn như thế này, để cho anh em có cái giá nó vừa phải nhất, mà anh em lại được cái côn chất lượng cao để sử dụng. Nên là mong muốn là anh em là hiểu cho mình và đón nhận sản phẩm này như vậy.
Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những sản phẩm mới nhất.